này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng còn chẳng thể được. Huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc thì đó là điều không có. Này thiện hiện Phật dùng năm loại mắt cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng còn chẳng thể được, huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có. Cụ Thọ thiện hiện Bạch Phật Bạch Thế Tôn nếu chư như lai uống tránh đẳng giác, đều dùng năm loại mắt cầu sắc chẳng thể được, cầu thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể được, cầu nhãn xứ chẳng thể được, cầu nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng chẳng thể được, cầu sắc xứ chẳng thể được, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể được, cầu nhãn giới chẳng thể được, cầu nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng chẳng thể được cầu sắc giới chẳng thể được, cầu thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thể được, cầu nhãn thức giới chẳng thể được, cầu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng chẳng thể được. Cầu nhãn xúc chẳng thể được, cầu nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng chẳng thể được, cầu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể được, cầu các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể được cầu địa giới chẳng thể được, cầu thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể được, cầu vô minh chẳng thể được, cầu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não cũng chẳng thể được, cầu bố thí ba la mật đa chẳng thể được. Cầu tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa cũng chẳng thể được. Cầu pháp không nội chẳng thể được cầu, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể được cầu chân như chẳng thể được, cầu pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng thể được. Cầu bốn niệm trụ chẳng thể được, cầu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể được.